Quý vị và các bạn đang quan sát trước mình đây, dòng phân tần dành cho loa 6 đường tiếng đánh cho hai loa bát này, hai loa tép và đánh cho hai loa chung 6 đường tiếng anh em nhé. Và anh em quan sát cho mình đây, các linh kiện ở đây rất là dày, rất là nhiều. Anh em mình có thể dùng cho loa tùy biến. Ví dụ như anh em là một loa bát, hai loa chung và hai loa tép đều được. Hoặc là gì? Hai loa bát này, một loa chung, hai loa tép, hoặc là hai loa bát, hai loa chung, một loa tép đều được. Phân tần đủ giải hay, chất lượng và bền bỉ. Và bền bỉ nhá. Phân tần đã có những các kẹp dây sẵn này. Đó, anh em thấy không? À, hai đường bát này. À, hai đường loa chung ở giữa này, hai đường loa tép màu xanh này. Và điểm này anh em thấy là có một công tắc, cũng như cạnh cái tắc là một cái đường input là chiều vào nhá. Đó. Ghép cho loa bow 601 CD3 cực kỳ hay, chất lượng, giá êm. Một đôi như anh em đang quan sát đây sẽ có giá bán là 950.000 đồng, và bên Huấn Auto đã bao ship rồi nha. 950.000 đồng đã được bao ship. Có bán lẻ một cái là 500.000 đồng. Anh em quan tâm hoặc cần tư vấn xin gọi điện trực tiếp tới bên mình qua số máy 0904612323. Và chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Anh em hãy đăng ký kênh để ủng hộ bên Huấn Auto nha. Chào anh em.